Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Kitoan Tarot Channel. Hello, thì hôm nay Kit sẽ có một cái trải bài riêng cho nhóm không khí ha. Thì là chúng ta sẽ có cái câu hỏi hôm nay là cái tổng quan về đồ thị diễn biến tình cảm của các bạn cung khí trong vòng 6 tháng. Thì bất cứ lúc nào các bạn có trúng cái video này á, thì trong cái giai đoạn này, hoặc là thôi mình làm từ tháng 6 đến tháng 12 đi cho nó trùng khớp ha mọi người ha. Thì ok, thì chúng ta sẽ xem thử rằng cái tổng quan cái năng lượng của nhóm cung khí diễn biến của họ, của các bạn á, trong giai đoạn sắp tới sẽ như thế nào. Thì là hôm nay mình có cách chọn bài như thế này nè. Khi sẽ trải bài cái thông điệp chung về diễn biến năng lượng chung của nhóm cung khí trong tình cảm. Và sau đó, sau cái thời gian mà Kit trải chung á, mọi người đón nhận thông điệp chung á, thì mọi người sẽ bắt đầu vào chọn tụ để đón nhận thông điệp riêng tùy vào hoàn cảnh của mọi người ha. Ok, thì bây giờ Kit sẽ bắt đầu với cái thông điệp chung ngay lúc này luôn nha. Tổng quan diễn biến đồ thị tình cảm của nhóm cung khí trong giai đoạn từ đây cho tới cuối năm, hoặc là từ đây cho tới cuối năm như thế nào nha. Hai lá luôn. Cung khí ơi, các bạn là những cái người mà mình thấy là thế này nè. Các bạn nhóm cung khí là những người rất là có óc quan sát, rất là tinh tế. Mọi người biết sao, mọi người luôn luôn, đặc biệt trong chuyện tình cảm á, mọi người tìm hiểu rất là nhiều. Mọi người tìm hiểu mọi góc cạnh, mọi ngóc ngách, mọi người suy đoán, và mọi người giống như là mọi người thích tìm hiểu những câu chuyện nha. Kiểu như là ví dụ các bạn có mối tương tác luôn, thì là bạn rất là thích, bạn rất là muốn biết về cái câu chuyện của cái người mà cái đối phương của mình á. Cho nên là nhiều khi ở đây là mình thấy có 5 Five of Voice, 5 kiếm. Ở đây mình có Page of Kiếm, Page of Sword. Hôm mình gọi là Five Page of Voice theo đúng cái ý tưởng của bộ bài đi ha. Chúng ta có Page of Voice và chúng ta có Five of Voice. Thì ở đây tức là thế này nè, cung khí ở các bạn giai đoạn này á, là những bạn, các bạn gọi là, nếu mà các bạn đang độc thân á, thì các bạn gọi là rất là có chọn lọc, rất là kén chọn. Gọi là các bạn không có sẵn sàng trong giai đoạn yêu đương, trong cái ngay cái lúc này, hoặc là nếu mà đã có mối liên kết rồi, thì các bạn là những người hay gọi là thích tìm hiểu với cái đối tượng của mình. Kiểu như là cái liên kết của mình, các bạn gọi là các bạn nhìn theo dõi ngầm ấy, các bạn quan sát, các bạn điều tra ngầm ha. Thì tại vì mình thấy có Five of Voice ở đây, tức là các bạn điều tra, nhưng mà các bạn lại im trong lòng, các bạn lại giấu những cái câu chuyện ở trong lòng, các bạn không nói, cho nên nhiều khi là các bạn tự suy diễn cái câu chuyện của mình lên, rồi đặt mình vô một cái tình huống gọi là đấu tranh nội tâm á mọi người. Tức là kiểu giống như là mọi người kiểu giống như là suy xét quá, xong rồi tự suy nghĩ, rồi tự drama, rồi tự cảm thấy bản thân rồi cái này đúng hay cái kia đúng, cái này là thật hay cái kia thật. Cho nên là thấy cái năng lượng tình cảm trong cái giai đoạn đầu á của mọi người kiểu như là rất là dò xé, cho nên mọi người gọi là kiểu như các bạn chưa kịp, không chịu đón nhận cái tình cảm. Nếu mà độc thân, các bạn chưa chịu đón nhận tình cảm trong cái giai đoạn ngay lúc này bạn đang nghe đâu. Kiểu như là giai đoạn đầu ấy, thì mình xem thử tiếp theo thì nó sẽ như thế nào ha. Mình có The Hermit. Mình cảm giác cung khí á nha, mọi người ơi, mọi người nên gọi là hãy nhìn về bản thân mình. Nhìn về bản thân tức là ở đây mọi người nên kiểm điểm là bản thân xíu. Kiểm điểm nha. Kiểm điểm lại ha. Ok, kiểm điểm ở đây ý là mình nói như thế này là tức là các bạn gọi là nói chung là mình nên gọi là thay vì mình đi phán xét, mình đi dò xét, mình đi tìm hiểu tình hình quá nhiều như vậy thì thôi. Lúc này thì cái cách mà tốt nhất hãy tìm hiểu là bản thân của các bạn hãy xem là cái bản thân của mình ha. Kiểu như là tại sao mình lại phải suy nghĩ, đặt câu hỏi đi, tại sao mình lại suy nghĩ quá nhiều, mình dò xét quá nhiều trong tình cảm như vậy, liệu nó có tốt không? Mình cảm giác trong cái giai đoạn đầu, ở ngay cung khí đang ngay giai đoạn này, các bạn phải đặt mình vào một cái vòng tròn và khép kín. Chính cái vòng tròn khép kín này á, là cho bạn gọi là đi xung quanh cái câu chuyện của mình thôi à, chứ không có muốn gọi là nó tìm hiểu một cái mới, hay là cho cơ hội cho bản thân mình có những cái mới mẻ khám phá. Ở đây là mình đã thấy là có lá 6 lửa, có lá 1 đất và có lá
Night of Fire, kỵ sĩ lửa. Cho nên cái việc ở đây á, hãy tạm dừng những cái lý trí xét đoán, phán xét, tìm hiểu quá quá mức của mình. Thì hãy cho phép cái bản thân trong câu chuyện tình cảm của mình nên thổi hồn lại. Các bạn nên thổi hồn lòng mình lại với những cái lửa mới. Tức là cuộc sống nó là quá bề bộn rồi, nó quá nhiều thứ mà mình phải suy nghĩ rồi, mà các bạn lại đặt chuyện tình cảm các bạn phải suy nghĩ sâu xa quá nữa, thì là mất đi những cái niềm vui riêng. Cho phép cái niềm vui riêng của mình được thắp lại. Mình cảm giác như là ở đây là có một đất ở đây là các bạn cần nên bắt đầu gieo mầm lại một cái định hướng mới, một cái lối sống mới. Mình cảm giác đây là một cái lifestyle ha. Một cái lifestyle mới, một cái lối phong cách sống mới ở đây. Phong cách sống mới ở đây là gì? Đó là cho phép bản thân mình được khám phá, bớt suy xét mọi chuyện lại. Thì cái câu chuyện tình cảm của các bạn diễn biến như thế này nè. Người ta muốn tới với bạn, hoặc là cái người ta muốn kết nối với bạn, nhưng bạn lại bị vướng một khúc mắc, một cái kiểu là bạn quá suy xét và làm cho cái đối phương hoặc những cái liên kết nó cảm giác như là bị phải giống như lùi lại á. Sợ tiếp xúc với bạn thì bạn đánh giá họ quá nhiều. Thì mình cảm thấy là The Hermit, cái lá The Hermit ở đây, ẩn sĩ đây tức là bản thân bạn. Thay vì mình đi đánh giá dò xét người khác, thì đây là lúc mình nhìn nhận lại cái tâm hồn của mình, xem lại bản thân của mình thật sự muốn gì, xem lại những cái điều mà mình tại sao mình quá khắt khe, thì mình xem lại cho mình, cho cái mình, cho bản thân mình là đừng quá đặt nặng suy nghĩ, mà hãy cứ gọi là thư thái đi, hãy cứ gọi là thắp lửa lại và hãy sống một cái lối sống mới, một cái lifestyle mới cho bản thân mình được renew lại, làm mới lại ha. Phải quyến rũ lại chứ, mọi người ở cung khí đây mình cảm thấy rất là thu hút, vẻ ngoài rất là đẹp nhưng mà ẩn sau bên trong cái vẻ đẹp dịu dàng ấy là chính là một cái điều nó quá cứng nhắc về đầu óc, nó làm cho mọi người cảm thấy bạn năng lượng nam tính quá cao. Cho nên người ta sợ phải bị bạn vô tầm mắt, tầm ngắm của bạn á. Thì mình thấy bạn nên dịu dàng nảy lửa là sexy lại nha mọi người ha. Ok, thì đây là trải bài chung từ giai đoạn từ đây cho tới cuối năm của các bạn. Tức là cái tình cảm trong giai đoạn đầu của bạn quá xét đoán. Nhưng mà giai đoạn sau khi mà các bạn đã có một cái lifestyle, một cái lối sống mới, thì các bạn lại thắp lửa là được nhiệt huyết trong trong chuyện tình cảm. Và mình thấy rằng các bạn sẽ đổi mới tư duy ở đây. Mình thấy có đổi mới tư duy, làm mới là tư duy của mình, tức là các bạn bắt đầu sẽ gọi là chăm chút lại cái gương mặt của mình, cái vẻ ngoài của mình cho nó thước tha, nó dịu dàng, và các bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ ra một cái hướng nó nhẹ nhàng hơn á. Thì ok, thì đó là thông điệp chung về cái năng lượng tình cảm của các bạn từ đây đến cuối năm, tức là bớt dè dặt, bớt dò xét, thì từ đây đến cuối năm chắc chắn là bạn sẽ có được những cái điều mới mẻ tới với mình. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái nút chọn tụ ha. Rồi bây giờ mọi người ơi, mọi người chọn tụ cho Kit đi. Thì bây giờ ở đây Kit sẽ có là đại diện cho ba cái thanh gươm, ba thanh kiếm. Thì giống dao à. Giống dao hay là thanh kiếm. Nhưng mà mọi người ơi, thì bây giờ là bây giờ vậy nè, mọi người cách chọn tụ tốt nhất á, là mọi người hãy nên nhắm mắt lại ha. Mọi người suy nghĩ về những điều mà mình vừa nghe. Thì nói chung là đón nhận thông điệp một cách tích cực, cởi mở đi ha. Thì bây giờ nhắm mắt lại. Mọi người hãy đặt câu hỏi rằng liệu điều gì mới mẻ sẽ tới với các bạn trong giai đoạn tình cảm từ đây đến cuối năm, hoặc là từ đây đến nửa năm sau, hay gì, bất cứ điều gì đó nha. Thì bắt đầu mở mắt ra, thì mọi người chọn tụ ha, tụ thứ nhất, tụ thứ hai và tụ thứ ba. Thì là đây là trải bài xuyên suốt luôn, cho nên Kit sẽ vào trải bài luôn ha. Thì mọi người nếu mà đã chọn tụ thứ nhất á, thì mọi người cùng lắng nghe ha. Tụ thứ hai, tụ thứ ba mình có thể nhấn vào cái timestamp ở dưới, mọi người có thể lướt qua để xem tới cái trải bài ngay của mình. Còn nếu mà các bạn muốn nghe chung luôn á thì mọi người cứ lắng nghe ha. Rồi ok, mình vô tụ một nha. Thì ok, thì mọi người đã nghe trả bài chung rồi, thì bây giờ tụ một á, mình muốn biết rằng là các bạn sẽ có những cái diễn biến nào mới mẻ hay không trong cái giai đoạn 6 tháng trong chuyện tình cảm ha mọi người. Tụ thứ nhất, liệu rằng có cái diễn biến nào bất ngờ vui vẻ tới trong giai đoạn tình cảm của 6 tháng này không? Ok. Oh wow. Mọi người ơi, vậy nè. Mình cảm giác các bạn tụ thứ nhất hình như thuộc cung thiên bình luôn á.
Xác suất thôi, mình dự đoán vậy thôi. Nhưng mà ở đây á, mình thấy như vậy là cung khí ở tụ thứ nhất. Có thể là các bạn là thiên bình, thiên về thiên bình nhiều hơn, nhưng mà có thể là hai con còn lại ha. Thì ok mình lắng nghe đi. Cũng có thể là bảo bình, cũng có thể là bảo bình. Là mình thấy á, có vẻ như là khi mà các bạn ở cái tụ thứ nhất thiên về, như là mình thấy công việc ấy nha, mình thấy các bạn đam mê công việc lắm. Các bạn gọi là những cái người mà gọi là ok chuyện tình cảm á, không có thì buồn, nhưng mà chuyện tiền bạc không có thì siêu buồn buồn. Thì cái đây á, mình thấy á, bạn làm việc rất là nhiều, rất là chăm chỉ, và trong một cái giai đoạn nào đó, có thể là trong khoảng tháng 9 á, tháng sinh nhật của các bạn cung thiên bình á, cuối cuối tháng nhỉ, hay là gần cuối tháng 9 đúng không ta? Hình như vậy á. À, bởi vì thấy thiên bình nhiều, thì là có thể thiên bình hoặc là cũng khá, thì trong cái giai đoạn đó đó bạn sẽ có celebrate, trong cái giai đoạn mà celebrate, trong cái giai đoạn mà tổ chức một cái dịp nào đó, có thể là sinh nhật hay là cũng có thể là những cái dịp vui nào đó mình, hoặc là trong công việc ha, thì mình thấy á, các bạn rất là được hâm mộ nha. Các bạn ở chọn cái tụ này, các bạn rất là được hâm mộ, các bạn có những fan hâm mộ ngầm của các bạn đó, tức là những cái người này là những người ẩn ẩn giấu giấu thôi, nhưng mà người ta lại là giống như người ta người không có thổ lộ ra, để lộ sơ hở để cho bạn biết là rằng là họ là fan của bạn đó. Thì mình thấy có Noi kỵ sĩ, Noi Emotions, kỵ sĩ Ly, kỵ sĩ nước cảm xúc, là những người có thể thuộc cung nước, là những người crush bạn. À gì, mình thấy cái tụ cung khí này hình như hiện tại độc thân nhiều ta. Có vẻ độc thân nhiều, hình như là cái năng lượng mà những các bạn mà tới với kênh của khí đó thường là độc thân hơi bị nhiều luôn á. Nhưng mà nếu mà các bạn có liên kết rồi á, thì nếu mà thôi mình nói liên kết về cái những cái bạn có liên kết để có bồ hay là có người yêu gì đó, thì mình cảm thấy thế này nè. Nếu mà có người yêu có bồ rồi á, thì mình xin nhắm chắc luôn các bạn luôn, chuyện tiền bạc cái chuyện mà các bạn không quan tâm, tại vì các bạn sẽ rất là đầy đủ cái điều kiện để các bạn đầy đủ, có thể là hai bạn sẽ rất là vui vẻ trong cái dịp sinh nhật nào đó của bạn ha. Và mình cảm giác cái người mà các bạn tương tác là một người mang năng lượng của nước rất là nhiều, họ rất là cảm xúc. Cái người đó họ gọi là kỵ sĩ Ly luôn mà rất là trẻ trung nè, họ tình cảm lắm, tức là họ rất là chăm sóc cho bạn, họ xem bạn như là một nữ thần vậy đó. Còn bạn thì cứ đắm chìm tận hưởng vào những cái vui vẻ, tại vì mình cảm giác là hai bạn khi kết hợp với nhau á, nó vui lắm, nó bạn rất là tận hưởng. Họ người cái người này rất là thích tặng quà cho bạn nha, rất là thích, nói chung là cho về mặt vật chất họ chăm sóc cho bạn rất là chu đáo. Cho nên là ở đây mình thấy có 10 ly luôn, rất là vui, cảm xúc đông đầy, vừa có tình cảm vừa đầy đủ vật chất, tức là bạn được yêu chiều chăm sóc với cái mối quan hệ này. Vậy từ đến cuối năm thì nó vẫn có những cái dịp vui như vậy thôi. À, và nói về những cái bạn khá, những cái bạn đang độc thân ấy, mình thấy là trong cái giai đoạn mà các bạn đang yêu thương bản thân nhất, các bạn có chín xu này, các bạn là một người gọi là enjoy cuộc sống, cuộc enjoy vật chất của mình, thì bỗng dưng một cái thông điệp về tình cảm, các fan hâm mộ ngầm của các bạn là những người thuộc cung nước, maybe thuộc cung nước hoặc là năng lượng về tình cảm, về cảm xúc á, họ lại bắt đầu để lộ sơ hở, và lúc này bạn bắt nhịp được về cái cảm xúc. Cho nên mình cảm giác là một trong cái tình cảm á, nó liên hệ cái tụ các bạn chọn tụ thứ nhất này chính là một trong những cái đối tượng mà họ crush ngầm bạn lâu lắm rồi, và họ sẽ thổ lộ với bạn đó, họ để lộ sơ hở nha, các bạn ở tụ thứ nhất. Cho nên các bạn cứ để ý giùm Kit nha, những người rất là tình cảm luôn nha mấy má, những người rất là tình cảm luôn nha các bạn yêu. Sorry. Trời ơi, yêu đời trở lại mọi người ơi. Cái người này khiến các bạn rất là vui vẻ luôn, họ hài hước lắm. Trời ơi, mắt sáng tinh khôi soi sáng con đường. Tức là những cái người này nó đem lại ánh sáng cho cuộc đời bạn luôn á, cảm giác như là một cái tia sáng mới, một cái hy vọng, một cái niềm vui nào đó. Mặc dù mình cảm giác có thể là từ đây á đến cuối năm, trong cái giai đoạn mà gần cuối năm, có thể là họ để lộ sơ hở hoặc trong tháng sinh nhật như thế nào đó, nhưng mà mình cảm giác là cái tình cảm của bạn và họ không có phát triển theo quá nhanh đâu, vì mình cảm giác đây là một cái vòng mới, nó chuẩn bị, nó mở, nó soi sáng. Cho nên là bạn với người này rất là thích gọi là tỉnh tò qua lại, kiểu như là ok để tìm hiểu xem như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui vẻ. Cho nên là các bạn cỡ tụ thứ nhất yên tâm ha, chứ cần các bạn cứ enjoy là tự động là sẽ có fan hâm mộ ngầm của các bạn lộ mặt đó, hi hi. Ok, mình tới với tụ thứ hai. Tụ thứ hai những bạn chọn con dao phai.
Nhưng mà mình gọi đó là thanh kiếm ngôi sao. Ok, thì mình cùng lắng nghe cái thông điệp của các bạn ở tổ thứ hai rằng là có diễn biến bất ngờ nào riêng cho các bạn trong chuyện tình cảm hay không ha. La 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 la, mèo 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 mèo. Có cái lá này nó hiện lên để mình xem thử. Các bạn ngủ đông mà ta. Các bạn người ở tổ thứ hai rất là mê ngủ nha. Wow, Muse of Material. Trời, hình như mình thấy thông qua công việc nha mọi người ơi. Ê, 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 bạn là nàng thơ của các của đồng nghiệp luôn á mấy má. Ê, của các bạn ơi. For a voice. Trời ơi, nàng thơ, nàng thơ. Thơ Nguyễn nha mọi người. The Hermit. Ok. Ok. Nếu mà như cảm giác ở đây á, thì mình thấy các bạn ở cái tụ thứ hai này, những bạn cung khí á, thực sự mà nói thì các bạn là một người gọi là nàng thơ của đặc biệt là mình thấy trong cái chỗ làm của bạn hoặc cái nơi bạn tương tác, nói chung là thông qua công việc mình thấy là bạn rất là sáng trong công việc, tức là thông qua cái nơi bạn làm việc nha, cảm giác là vậy nha. Hoặc là một cái môi trường học đường, nếu các bạn còn đi học thì mình cảm giác da mình chỉ cảm thấy thông qua công việc thôi, bạn rất là gọi là được để nha, tỏa sáng trong rất là nhiều người. Nhưng mà mình miêu tả tính cách chung của các bạn ở tụ thứ hai này, có thể là các bạn hơi hơi hoặc sao ta, hơi 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 chill, hơi thiền xíu. Cảm giác năng lượng của các bạn rất là thiền luôn, thấy từ thiền ở đây, tức là đó là lý do là sao cái dáng vẻ của bạn nó rất là nhẹ, nó mơ mộng, kiểu như là cung khí mà bạn nhẹ như một loại, như là một cái làn khí tươi mới, một cái làn khí nhẹ nhàng và khiến cho bao người đắm say. Nhưng mà thật sự các bạn, nếu mà nói từ đến cuối năm á, thì nếu mà nói các bạn là có mối tương tác nào không á, thì mình vẫn thấy rằng bạn chỉ gọi là nàng thơ thôi hay là chàng thơ gì đó. Tại mình cảm giác trong cái giai đoạn như mình cảm giác các bạn ở tụ tròn tụ này, các bạn sẽ gọi là tập trung vào cái bản thân mình nhiều hơn. Có thể sẽ có những cái mối liên kết, kiểu như là các bạn người bạn sẽ cho cơ hội đấy chứ, bạn cũng có cho cơ hội, nhưng mà nếu mà để bạn xác định một cái nghi sự nghiêm túc cho giai đoạn này á, thì mình thấy là bạn không có sẵn sàng, mình chưa sẵn sàng để nghiêm túc đâu. Nghiêm túc ở đây tức là bạn vẫn chưa thấy ai là cái nguồn cảm hứng của bạn, mình cảm giác là các bạn đang cố gắng gọi như là đổi mới là bản thân, giống như là cái trải bài chung hồi nãy, như là mình nói là các bạn sẽ tìm hiểu về bản thân mình nhiều hơn á. Nhưng mà mình thấy không khí này là có hai lần giống như cái trải bài chung hồi nãy á, thì đó là có lá The Hermit, các bạn hãy nhìn lại bên trong và các bạn ở tụ thứ hai chọn về cái cung này, về cái tụ này á, các bạn sẽ lại trở về bên trong mình nhiều hơn. Các bạn khi đã nhận ra cái giai đoạn rằng là cái bản thân mình cần phát triển, thì mình cảm giác á, nếu mà có những cái người mà tới liên kết tới với bạn thì giai đoạn này cũng nó cũng chỉ gọi là nó không có được sáng, nên tức là nó chỉ mập mờ thôi, và bạn biết điều đó. Chính cái việc mà bạn The Hermit, bạn nhìn lại cái ánh trăng bên trong, bạn đi là cái nguồn cảm xúc của mình, bạn tìm một cái ngọn lửa đam mê, thì bạn lại muốn gặp một người có tần chung tần số, một người mà kiểu cảm giác như là cho bạn một cái điều giống như là, bạn phải bị thôi thúc, bạn phải được bất ngờ, bạn phải gọi là đúng cái tuýp người, cái gu của bạn, mặc dù bạn là nàng thơ chàng thơ trong mắt rất là nhiều người. Nhưng ở đây là có bốn bốn kiếm, tức là bạn bạn cho cái cơ chế của mình được nghỉ ngơi, bạn cho cái bản thân mình tìm lại được với cái cảm xúc của các bạn lâu rồi đã chưa được tìm kiếm á. Thì chính cái giai đoạn ngủ đông này, cái giai đoạn mà diễn như là chờ đợi, chờ thời đi, gọi là chờ thời đi, thì bạn tìm lại một cái ngọn lửa của riêng mình, một cái ngọn lửa, một cái người nào đó, một cái tương tác nào đó. Cảm thấy là từ đây đến 6 tháng vẫn chưa xuất hiện đâu, nhưng mà cái giai đoạn 6 tháng là cái giai đoạn để giúp cho bạn ổn định lại được cái đời sống tinh thần của mình, thắp lại ngọn lửa đam mê nhiệt huyết, ngọn cái ngọn lửa gọi là cái ngọn lửa từ cái lá đờ mua, từ cái mặt trăng, bạn sẽ chuyển qua một cái Queen of Inspiration. Khi mà bạn nồng nhiệt, bạn nóng trở lại rồi, thì lúc đó mình cảm thấy nha, mình cảm giác các bạn ở tụ chọn tụ này, các bạn là mong muốn có một mối nào đó nó kiểu giống như là tâm giao ấy, soulmate, twin flame thôi, mình đừng nói mấy cái đó, tức là
những cái người nào thực sự phù hợp và hiểu ý các bạn, mà các bạn cảm thấy là phải động lòng trước và cái người kia cũng có tín hiệu thì bạn mới mở lòng và sẵn sàng. Mình thấy là cũng có những cái tín hiệu ấy chứ, cũng có những người trong gia đình cũng có tương tác nhưng mà bạn lại không đặt nặng cái vấn đề đó, bạn không cảm thấy là ừ họ chưa phải là cái mặt trăng của cuộc đời bạn ha. Ok, thì mình xem thử như thế nào nữa ha. Các bạn nhẹ nhàng thiền định lắm. Mình thấy các bạn nhẹ nhàng thiền định lắm, các bạn gọi là flow like water, các bạn để cho những cái dòng nước cho cuộc sống giống như một làn nước á, các bạn để cho mọi thứ diễn trôi chảy tự nhiên luôn. Sau này mình cảm thấy các bạn đi vào đời sống tinh thần rất là tốt, rất là khích lệ các bạn ở tụ này. Và Dream Journal, một cái hành trình giấc mơ và đáng mơ ước đang chờ đợi bạn ha, cho nên bạn cứ giữ vững được cái sự thiền định, cái sự gọi là cái tinh thần mà gọi là hòa bình của bên trong mình á, chắc chắn là sẽ có một cái lửa nào đó sẽ tới với bạn. Nhưng mà mình cũng có thể là đón đón xem những cái video của Kiết để xem thử cái hành trình sau 6 tháng nó sẽ như thế nào ha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn ở tụ thứ hai và bây giờ mình vào luôn tụ ba nha. Những bạn tụ thứ ba là những bạn chọn cái hình cái kiếm nhật này, nhiều khi cái mối tương tác lại là người nhật có hoa anh đào nữa, mình nói giỡn vậy thôi. Ok, mình vào tụ ba để xem là các bạn ở tụ ba có cái điều gì mới trong cái đời sống tình cảm trong 6 tháng hay không. Ok, mình muốn xem thử cái năng lượng của các bạn ở tụ cung khí á, những cái bạn cung khí chọn tụ thứ ba này thì cái đời sống tình cảm của các bạn trong 6 tháng này nó diễn biến như thế nào. The Hierophant. The Lover. Wow. Fight emotion. Bất ngờ nha mọi người ơi. Sao mình cảm giác có một cái bài học ở đây. Wow, mình cảm giác có một cái hai luồng nha mọi người, có hai luồng. Tùy vào mọi người nha, tùy vào cái năng lượng của mọi người nhưng mà mình sẽ có cảm giác có hai điều ở đây mở ra cho các bạn, hai điều mở ra cho các bạn nha. Embracing the future. Cultivating prosperity. Đã đến mùa gặt hái. Looking deeper. Spend time with animal. Sing. Các bạn chờ Kiss chút xíu để Kiss có thể tổng hợp lại hai cái cảm giác nó tới với Kiss cùng một lúc trong cái lúc này để xem thử là nó như thế nào nha. Life như là mình thấy thế này nè, có hai luồng ý kiến, có hai luồng sẽ tùy vào năng lượng của mọi người. Mình cảm giác ở đây nếu các bạn có mong ước về một cái mối liên kết cũ mà các bạn dạy như là đã đứt kết nối, đã không kết nối lâu lắm rồi, hoặc là vừa mới ngắt kết nối, hoặc là trong một cái giai đoạn nào đó mình thì mình cảm giác một cái bài học có thể đã diễn ra tới với các bạn ở cái tụ thứ ba này rồi ha. Tức là mình cảm giác như là những cái điều vừa xảy ra trong chuyện tình cảm nó là một cái, nó giúp cho bạn học hỏi rất là nhiều điều trong cuộc sống. Mình thấy có cái lá vị The Hierophant ở đây mang cho bạn dạng như bạn bắt đầu trưởng thành hơn trong tình cảm, bạn biết nắm bắt những câu chuyện tình cảm, bạn biết những cái điều mà cần nên gọi là thông thái, thư thái. Mình cảm giác như các bạn gọi là biết tập cách đón nhận và cho qua, và cũng như là không có ôm lại những cái quá khứ cũ nữa, mà các bạn bắt đầu nhìn xa hơn vào tương lai. Nhưng mà cái điều đầu tiên là cảm giác các bạn hãy nhìn đã nhìn sâu lại vào trong bản thân của mình rồi, nó đúng y chang như những cái điều gì mà trước đó ở trả bài chung, là các bạn phải nhìn sâu hơn bên trong nội tâm. Và lúc đó các bạn nhìn sâu vào nội tâm, các bạn lại có những cái bài học, các bạn nhận ra những cái chân lý mới. Và chính cái điều mà vừa xảy ra trong tình cảm trước đó nó chính là cái điều mà giúp cho các bạn trưởng thành hơn rất là nhiều về mặt tình cảm. Các bạn biết ôm trọn lấy bản thân mình, các bạn biết ôm trọn và đón nhận những cái điều có thể bất ngờ xảy ra và bạn có thể đón nhận được trong giai đoạn tiếp theo. Và có hai hướng suy nghĩ ở đây.
Mình cảm giác các bạn chọn ở này có fire up emotion, các bạn sẽ nghiêng về cái hướng như là bạn sẽ chữa trị, nói chung là mình cảm giác các bạn sẽ heal, healing, các bạn sẽ heal được cái bản thân mình, heal được những cái nỗi niềm mà các bạn thất vọng bị rớt xuống vực thẳm luôn á, mà các bạn lại lấy được nhờ những cái bài học đó, các bạn học được, các bạn là những người mình thấy có tinh thần vực dậy rất là cao. Hướng đầu tiên dành cho một vài bạn, nếu night emotions, nếu mà những bạn đang có mong cầu, các bạn gọi là chia tay với ex, đứt kết nối với một cái mối quan hệ nào đó vì những cái hiểu lầm nhỏ nhặt và cả hai vẫn còn yêu nhau, chắc chắn giai đoạn sắp tới các bạn sẽ quay lại. The Lovers ở đây biểu thị cho các bản thân sau khi cả hai đều học được học riêng của mình, mọi người tấp chấp nhận nhường nhịn nhẫn nhục cho nhau, không phải là nhường nhịn nhẫn nhục nữa mà gọi là chấp nhận nhau những cái khuyết điểm của nhau và chấp nhận những cái điều mà rất là dễ xảy ra trong cuộc sống. Các bạn biết ôm trọn thì hai bạn sẽ comeback một cái cú comeback ngoạn mục sau một cái bài học này và hai người lại nâng cao thông thái hơn. Mình cảm giác như cấp hai bạn ở cái hai bạn rất là yêu động vật ha, có thể là cái hai bạn cùng nuôi chung một chú chó hay chú mèo động vật, hay là hai bạn cùng xem Discovery, nhưng mà cái năng lượng ở đây tức là hai bạn rất là yêu động vật, ở đây cũng cũng những sở thích chung nữa, các bạn lại thích hái, các bạn lại rất là vui, thích chơi game chung. Có thấy các bạn thích chơi game làm vườn hay là chơi game gì chung nữa, có những sở thích chung nhưng mà chỉ là những cái việc nhỏ nhặt mà các bạn phải đi đến một cái kết quả khác là phải này, cho nên hãy looking deeper, hãy thông thái, phải trưởng thành lên ở các bạn ở tụ này, phải mình phải tập cách chấp nhận lẫn nhau để cuộc sống của các bạn sẽ rất là vui vẻ ha, các bạn sẽ đi sâu hơn và bên trong lẫn nhau và chắc chắn cái mối quan hệ này sẽ phát triển đến một cái hướng trưởng thành hơn. Còn đối với những bạn sau độc thân, có thể là các bạn vừa trải qua một cái giai đoạn tình yêu nào đó nó chưa thực sự gọi là đem tới một cái kết quả tốt, nó không phải là kết quả, nó đem tới một cái bức tranh tốt, nhưng mà mình thấy sắp tới nếu mà các bạn đã chịu từ bỏ, các bạn đã tập chấp nhận được những điều đã xảy ra thì cái The Lovers, một cái năng lượng yêu bản thân là cái đầu tiên mà mình thấy, vì do các bạn looking deeper, nhìn sâu vào bản thân mình mà, thì sau một cái hành trình đó các bạn bắt đầu tìm kiếm lại được, nói chung là mình cảm giác như là các bạn hãy cứ giao lưu với động vật đi ha, các bạn cứ gọi là các bạn thích chó mèo, mình cảm thấy các bạn ok thích nuôi chó, các bạn cứ nuôi chó nuôi mèo đó, các bạn sẽ thấy cuộc sống của mình tự nhiên nó vui vẻ trở lại, nó giống như các bạn đang hát một bài ca vậy đó, nó vừa ca hát múa vui và spend time với animal, nó cuộc sống nó hạnh phúc lắm. Và hãy biết ôm lấy tương lai của mình, cái tương lai mới là quan trọng, cái quá khứ đã qua rồi thì thôi, mình đã là những cái người đã học được những cái bài học trong cuộc sống rồi, thì các bạn hiểu không, có cái lá là cultivating prosperity, tức là những cái điều mà bạn đã gieo trồng đã qua một cái mùa rồi, đã đến lúc bội thu, có thể là các bạn đã gieo những cái hy vọng mới cho cái cuộc sống tình cảm mới một với một cái mối liên kết mới thì nó sẽ bội thu trong giai đoạn sắp tới. Mình cảm giác các bạn chỉ cần vực dậy được tinh thần, ca hát múa vui, healing bản thân, tìm kiếm với động vật, hãy chăm sóc động vật, yêu thương động vật, và mình cảm giác rằng nha, sẽ có một cái điều gì đó nó rất đặc biệt xảy ra. Mình vẫn không thể thấy được rằng từ đây đến 6 tháng á, là bạn sẽ có được người yêu hay là phải như thế này, tại vì mình thấy các bạn không có no matter, các bạn không quan tâm cái chuyện như người yêu nữa, các bạn đang làm lại một cuộc sống tươi mới, mình rất vui rồi, nhưng mà có thể là có một vô tình các bạn up một cái hình chó động vật hay là thú cưng chó mèo hay là những các bạn share chia sẻ gì đó trên mạng hay là đâu á, thì bỗng dưng các bạn nhận được một cái thông điệp nào đó, một cái feedback nào đó từ một cái người có chung sở thích, cho nên mình cảm giác ở đây á, cái mối liên kết của các bạn nó sẽ rất là bất ngờ, ở đây là nó tới từ một cái cánh cửa khác, có tương lai thôi nha, có thể là một người mới, người ta sẽ gọi là oh wow dễ thương đấy, kiểu như thế này, người ta sẽ liên kết với bạn theo một cái xu hướng, một cái chiều hướng, nó là điểm chung, và thí dụ mà bạn có liên kết được với người này, mình cảm giác hai bạn có những cái điều chung là đó rất là vui vẻ, có màu hồng ở đây, mình thấy cái màu hồng ở ba góc, mình thấy là người hai bạn khi mà cảm thấy cuộc sống như màu hồng, các bạn là những người thích màu hồng nha, cảm giác vậy nha, cái tone mà tươi sáng nha, thì cái người kia cũng vậy, thì hai bạn sẽ đem là cái màu hồng thiên pink, hai bạn như hai đứa con nít vậy đó, rất là vui. Cho nên nếu trong giai đoạn này các bạn nắm bắt được những cái bài học trong cuộc sống thì bạn từ một người thông thái mà trở nên gọi là mình cảm giác giống như là nó được trở lại mới mẻ hoàn toàn luôn. Ok, thì hy vọng giai đoạn tình cảm từ đây sắp tới của bạn sẽ được mở ra những cái chương mới, cho nên cung khí chúng ta hãy nhớ nắm bắt và học hỏi những cái kinh nghiệm trước đó để có thể mình vững vàng hơn trong tương lai ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe thông điệp hôm nay.